Thưa quý vị và các bạn, tại Hội Khỏe Phù Đổng thành phố Cần Thơ năm 2023, đội tuyển học sinh Vô Vi Nam huyện Cờ Đỏ thi đấu thành công khi đoạt 12 huy chương vàng, 25 huy chương bạc và 21 huy chương đồng, xếp hạng nhì toàn đoàn sau đơn vị huyện Phong Điền. Đây là lần thứ hai liên tục các em học sinh huyện Cờ Đỏ xếp hạng nhì toàn đoàn. Điều này khẳng định phong trào tập luyện Vô Vi Nam đang đi vào thực chất, chú ý đến chất lượng. Sau khi kết thúc Hội Khỏe Phù Đổng thành phố Cần Thơ năm 2023, các em học sinh trong đội tuyển Vô Vi Nam ở huyện Cờ Đỏ và câu lạc bộ Vô Vi Nam trường tiểu học Cờ Đỏ 2 vẫn tiếp tục luyện tập dưới quyền huấn luyện của võ sư Nguyễn Thị Cẩm. Dạ, con sẽ cố gắng tập luyện để nâng cao chuyên môn, gắng học tập tốt để được thi đấu các giải sắp tới. Trước khi tên giải thì cả đội con cũng tập rất là cố gắng, một ngày có thi là 2 buổi đến 3 buổi. Giáo án thì rất là thích hợp với tụi con, là giúp cho tụi con có những cái giờ tập là khỏe khoắn và có thời gian để mà nghỉ mệt. Con đã tập luyện hết sức mình, cố gắng để lên đánh thật tốt để có thể đạt được huy chương vàng trong hội khỏe. Con sẽ cố gắng tập luyện hơn nữa để có thể làm tốt hơn và có thể tham gia được các giải lớn hơn nữa. Thứ nhất thì nhờ cái liên đoàn Vô Nam thành phố Cần Thơ hỗ trợ về mặt chuyên môn cũng như tư vấn các phương pháp tập luyện. Cái thứ hai là nhờ đơn vị phòng giáo dục đào tạo huyện Cờ Đỏ cũng như là các đơn vị đầu ngành đã hỗ trợ cũng như là tạo mọi điều kiện để các em học sinh có thể tham gia. Hiện nay, huyện Cờ Đỏ có 6 trên 10 xã, thị trấn có thành lập câu lạc bộ Vô Vi Nam với gần 600 môn sinh tập luyện thường xuyên. Điều này cho thấy phong trào tập luyện Vô Vi Nam ở huyện ngoại thành Cờ Đỏ phát triển sâu rộng và còn là cơ sở căn cơ để bộ môn Vô Vi Nam có điều kiện để tuyển chọn vận động viên có chất lượng để thành lập đội tuyển, đáp ứng yêu cầu chuyên môn tham gia các giải do thành phố đăng cai tổ chức. Đặc biệt, công tác phối hợp với ngành giáo dục đưa môn Vô Vi Nam vào trong trường học vừa quảng bá võ triệt vừa xây dựng lực lượng lâu dài ở cơ sở. Bộ môn thường xuyên tổ chức rất là nhiều các cuộc biểu diễn ở trong tất cả các dịp lễ hội của nhà trường. Thứ hai nữa đó là nhờ sự ủng hộ của rất đông đảo quần chúng tham lễ tuyên truyền cũng như là giới thiệu môn Vô Vi Nam vào học đường cho các em học sinh để tham gia cái môn võ dân tộc của chúng ta. Trong tương lai, bộ môn Vô Vi Nam huyện Cờ Đỏ sẽ thành lập câu lạc bộ phủ kín trên địa bàn. Sau huyện Phong Điền, huyện Cờ Đỏ đã gây dựng phong trào Vô Vi Nam có trọng tâm, trọng điểm để tạo nguồn vận động viên cho huyện và cung cấp cho các tuyến năng khiếu trẻ của thành phố.